Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn món chả ram. Nguyên liệu gồm có hành, lá, sắt nhỏ, nửa ký thịt xay nhuyễn, hành tây, cà rốt. Chúng ta sẽ sắt chỉ cà rốt ra. Mình đun các bạn bóp nhỏ lại. Các bạn trộn đều nửa ký thịt, hành lá và ngò, ngoài bác gọi là mùi nữa các bạn ạ. Chúng ta bóp đều. Vì chúng ta bỏ hạt nêm, một muỗng hạt nêm. Tiếp theo là bột ngọt mì chính. Sau đó là muối. Gần một muỗng cà phê tiêu. Nhìn nguyên liệu rất là đơn giản nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng nó rất là ngon. Nhìn không ngon thì ngon không tưởng. Các bạn cứ căn theo tỷ lệ này là bảo đảm là vừa miệng. Chúng ta sẽ trộn đều gia vị với rau củ và thịt lên với nhau, thấm đều. Bỏ một trái trứng thôi các bạn nhé, bỏ hai trái trứng là sợ nó nhão. Như vậy là chúng ta đã có nguyên liệu đầy đủ và gia vị các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ cuốn. Bạn bỏ chanh vào nước. Đường vào xì dầu. Đây là để nước nhúng bánh các bạn nhé. Mấy điều này chúng ta đang nhúng bánh. Đây là bánh chúng ta đã nhúng và chúng ta bỏ nguyên liệu vào. Bánh này có vẻ hơi dày. Mình cuốn không nên cho bỏ nhiều nhé. Bỏ vừa vừa thôi. Ăn nó vừa miệng. Sẽ quay ngược cái này. Mình cuốn xấu các bạn bỏ qua nhé. Ai thấy khéo thì cuốn đẹp hơn luôn. Đó. Thế là các bạn cứ cuốn thôi. Đó. Bánh lần này hơi dày. Đẹp như ai các bạn ạ. Một đường qua, một đường qua, một đường lên. À, thế là chúng ta lăn thôi. Lăn chúng ta vừa đều thành thì cái bánh nó sẽ chặt. Ồ, cũng đẹp như ai các bạn ạ. Thank you.
chín rồi các bạn nhé. Giờ mình bỏ ít dầu này, nó một số cái hơi đen.